Xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bá Hồng Audio. Tại Bá Hồng Audio ngày hôm nay nhận đơn hàng từ JBL giao tới một lô loa JBL L100 Black Edition. Đây là phiên bản đặc biệt, phiên bản giới hạn. Cách đây không lâu thì chúng ta nếu như ai theo dõi tại kênh Bá Hồng Audio thì sẽ thấy là đã có cặp loa này về và lên sóng giới thiệu đến với mọi người rồi. Tổng cộng số lượng loa này về ở Việt Nam chỉ có 24 cặp. Lô trước đây thì đã rất nhanh chóng Bá Hồng Audio giao lưu hết với mọi người rồi. Và lần này thì về một lô cuối cùng, tức là tổng cộng lô này và lô trước là 24 cặp độc quyền tại Bá Hồng Audio. Đó, cho nên là sẽ có mức giá rất tốt cho hàng lần này. Và đặc biệt là ngày Black Friday tới đây thì Bá Hồng Audio sẽ giảm giá cho 3 đôi, giảm 40% so với mức giá niêm yết là 132 triệu đồng duy nhất cho 3 đôi trong đơn hàng lần này. Anh em nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp với Bá Hồng Audio để sở hữu cho mình một cặp loa phiên bản giới hạn, số lượng giới hạn và được làm cũng như là hoàn thiện rất là đẹp mắt, chỉn chu, sang xịn mịn, đó, lại còn mức giá rất êm nữa. L100 Classic phiên bản Black Edition sơn bóng piano rất là đẹp, rất đáng chơi, rất đáng sở hữu, đặc biệt là 3 khách hàng nhanh nhất thì sẽ có mức giá tốt nhất, giảm 40% cho cặp loa này. Đó. Và đây là một cái mẫu loa thùng, có thể nói rằng được hồi sinh lại cái phiên bản L100 Century trước đây vào năm 2018, và đây là cái phiên bản đặc biệt sau khi cái phiên bản L100 Classic đầu tiên ra đời thì họ đã tung ra phiên bản này để làm một cái phiên bản đặc biệt kỷ niệm. Đó, anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với Bá Hồng Audio để có mức giá tốt nhất cho cặp loa này nhé. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau unbox xong cặp loa JBL L100 Classic phiên bản đặc biệt sản xuất giới hạn. Và ở Việt Nam thì chỉ có 24 cặp thôi, đã về một lô trước đây vào năm ngoái. Và bây giờ lại tiếp tục cập bến một lô hàng nữa. Và phiên bản này là phiên bản L100 Classic Black Gold. Phiên bản được làm với những cái vỏ sơn piano đen bóng kỹ càng hơn, đẹp hơn và nhìn có vẻ là hiện đại hơn một chút so với lại phiên bản vỏ gỗ. Đó. Và đây là cái phiên bản song hành với lại phiên bản L100 Classic Mark II với tất cả những cấu hình giống nhau. Tuy nhiên thì sẽ khác nhau về phần vỏ bên ngoài. Vỏ bên ngoài này thì được thực hiện rất nhiều lớp sơn đen. Đó, và tạo ra một cái lớp vỏ cuối cùng là lớp sơn đen bóng piano. Nó sẽ phục vụ cho những người thích những cái màu đen, những cái nội thất phù hợp với những cái cặp loa màu đen. Đó, và ở phiên bản này thì mức giá cũng nhỉnh hơn so với lại phiên bản vỏ gỗ một chút xíu. Phiên bản vỏ gỗ L100 Classic Mark II thì 125 triệu đồng. Còn phiên bản đen bóng piano này thì 132 triệu đồng. Đó. Tuy nhiên thì tại Bá Hồng Audio đợt này có xin hãng chương trình được 3 cặp để làm cái khuyến mãi Black Friday với mức giá chiết khấu lên tới 40% cho 3 khách hàng duy nhất, nhanh nhất, sớm nhất chốt đơn cặp loa JBL L100 Classic
Black Growth này đó. Và ở Việt Nam thì duy nhất có 24 cặp đó. Lần trước thì đã về một nửa rồi, và lần này thì tiếp tục về một nửa còn lại. Và đương nhiên là tại Bà Hồng Audio luôn độc quyền những mẫu loa JBL L100, L100 Classic đó. Và quay trở lại với cặp loa này, thì đây là một cặp loa được thiết kế dựa trên nguyên mẫu L100 Century, ra đời vào khoảng năm 1974 và đã trở thành một cái cặp loa bán tốt nhất trong vòng 50 năm kể từ khi cặp loa L100 Century ra mắt đó. Và họ đã ngưng mãi tới tận 2018 thì JBL đã quyết định tái bản lại cặp loa L100 Century trước đây và đặt tên là L100 Classic phiên bản đầu tiên đó. Và với cái sự thành công nhất định của mình thì họ tiếp tục nâng cấp lên phiên bản Mark 2 vào năm 2023 đó. Và song hành với đó thì họ cũng tung ra cái phiên bản đặc biệt là phiên bản Black Growth này đó, có cấu hình tương đương với lại L100 Classic Mark 2 đó, nâng cấp hơn so với lại những cái phiên bản L100 Classic trước đây đó. Và để về nói về cặp loa này thì hình thức và driver giống như L100 Classic Mark 2, được nâng cấp hay hơn 30% so với phiên bản thường đó. Bên ngoài thì sẽ là một cái lớp lưới e căng, và ở phiên bản này thì chỉ duy nhất có màu e căng lưới là màu đen thôi, sẽ không để cho nó đồng bộ với lại cái vỏ không có màu xanh và màu cam như là L100 Classic Mark 2 đó. Và cả cái phần khung của e căng này thì cũng được làm bóng rất là đẹp. Và cái điểm nhấn trên cặp loa này chính là cái tấm e căng lưới đó, e căng mút xốp được kẻ ô bàn cờ đó, vừa có một cái độ thẩm mỹ cổ điển cũng như là vừa tránh bụi bặm vào những cái mảng loa cũng như là không bị tác động từ bên ngoài vào đó. Còn phần mặt trước thì chúng ta nhìn thấy là thiết kế ba loa đó, trong đó thì sẽ có một loa bát đường kính là 30 cm. Loa bát này thì sử dụng vật liệu màng bằng bột giấy nén đó, sau đó thì sẽ phủ một lớp lên bên ngoài để bảo vệ cái màng giấy có độ bền hơn đó. Và bên ngoài cùng thì họ sử dụng gân cao su ở trên đây đó, gân cao su, và sẽ có một cái phần khung xương đúc liền đó. Bên trong thì cái phần củ nam châm rất là to lớn như này đó. Và bên trên thì sẽ có một cái loa mid đường kính 12,5 cm, màng giấy, gân vải xếp, một loa twitter titanium 2,5 cm, đặt trong một cái họng mở khá là lớn, tạo ra một cái giải chép lên chi tiết và mảnh đó. Cái loa bát màng giấy cho nên là cái giải âm trầm nó khá là sâu, khá là dày và có cái nội lực rất là tốt. Bên tay trái thì sẽ có hai núm tinh chỉnh cho giải chép này, giải mid này, chúng ta có thể tùy chỉnh tăng giảm theo nhu cầu. Thế nhưng mà bình thường thì chúng ta sẽ để ở mức 0 dB, ở mức cân bằng đó. Còn bên đây thì chúng ta sẽ có bên dưới này, chúng ta sẽ có một cái lỗ thoát hơi được làm bằng miệng loe rất là đẹp đó. Và cái lỗ thoát hơi này thì trước đây thì thường là chỉ là một cái ống giấy gắn vào thôi, như trên là 100 Century ấy đó, nhưng bây giờ họ làm thêm cái miệng bằng nhựa này, đẹp hơn và thẩm mỹ hơn rất là nhiều đó. Và cái phiên bản này, phiên bản đặc biệt này thì cái phần tem ở phía trước này và tem phía sau thì được phủ ánh vàng rất là đẹp đó. Nói chung thì đây là một cái cặp loa vừa có độ hoàn thiện tốt cũng như là một cái cấu hình rất là hợp lý trong tầm tiền đó. Và cái mức giá của cặp loa này thì 132 triệu đồng, và có 3 cặp duy nhất là được giảm giá 40%, còn 79 triệu đồng. Anh em nào quan tâm đến những dòng loa của JBL và đặc biệt là những cái dòng loa thùng của JBL thì đây là một cái mẫu loa mà chắc chắn là chúng ta nên chơi, nên sở hữu cho mình, vừa cái số lượng nó giới hạn cũng như là cái chất lượng âm thanh nó rất là ổn trong tầm tiền. Và cặp loa này thì chúng ta có thể chơi trong những căn phòng có diện tích khoảng trên dưới 30 m². Nó có một cái kích thước khá là phù hợp để chúng ta có thể đặt ở trên kệ hoặc là trên chân zin theo hãng, cũng như là trên những cái giá mà chúng ta đang thiết kế sẵn đó. Cụ thể thì cặp loa này có chiều cao là 63 cm, chiều sâu là 37, chiều rộng ngang là 38
8,9 cm và nặng hơn 50 kg trên một đôi loa này. Đó, nó có một cái mức công suất khá là dễ dàng để chúng ta lựa chọn âm ly. Nó có một cái thông số kỹ thuật cũng khá là dễ dàng để lựa chọn âm ly. Mức công suất từ 20W cho tới 200W là đã ghép tốt với lại cặp loa này rồi. Độ nhạy là 90 dB và trở kháng là 4 ohm. Đó, một trong những thông số kỹ thuật rất là lý tưởng để chúng ta lựa chọn âm ly. Bá Hùng Audio thì cũng đã thực hiện phối ghép với rất nhiều dòng âm ly từ Marantz, Yamaha, Luckman, Acufei hay âm ly đèn hoặc là âm ly Magnitos. Nói chung là một cặp loa vừa tiền nhưng mà có thể phối ghép với rất nhiều dòng âm ly. Chúng ta vừa cùng nhau unbox cũng như là tìm hiểu chi tiết về cặp loa JBL L100 Classic phiên bản Black Gold, giới hạn 24 cặp duy nhất tại Việt Nam, đã về một nửa khoảng cuối năm ngoái và cuối năm nay, mãi đến cuối năm nay thì mới về thêm một nửa còn lại. Và tại Bá Hùng Audio thì đang có chương trình khuyến mại Black Friday, xin hãng giảm giá được 3 cặp với mức giá cho 3 cặp này giảm là 40%, còn 132 triệu thì giảm còn 79 triệu cho 3 khách hàng chốt đơn sớm nhất.